Ngày hôm nay tụi mình sẽ thực hiện một thử thách do rất nhiều bạn fan đặt ra. Đó là 24 giờ không sử dụng điện thoại. Nhưng mình sẽ nâng cấp nó lên thành thử thách 24 giờ không sử dụng đồ điện tử. Tức là trong 24 giờ tụi mình sẽ không được sử dụng quạt, đèn đớm và những thiết bị mà có sử dụng điện. Nếu ai lỡ tay sử dụng đèn, quạt hoặc các thiết bị điện khác thì sẽ bị loại. Và người cuối cùng còn lại sẽ là người giành chiến thắng và nhận được phần thưởng là 1 triệu đồng. Hiện tại chỉ 22% những bạn đang xem video clip này đã nhấn vào nút đăng ký. Nên trước khi bắt đầu video thì các bạn đừng quên nhấn vào nút đăng ký cũng như cái chuông bên cạnh để nhận được thông báo khi có video mới các bạn nhé. Ok, còn bây giờ thì xem video thôi. Xin chào các bạn, hôm nay mọi người sẽ có 4 người chơi nha các bạn. Bao gồm Up Banana, Xin đi trước, Ni và Johnny. Và mình sẽ bắt đầu đi thu các thiết bị điện tử của mọi người nha các bạn. Rồi, ai có đồ thu điện thoại bỏ ở đây, thiết bị điện tử bỏ ở đây, nhanh luôn. Trời ơi, còn chần chờ gì nữa mà đưa đây đi. Chị đâu? Hề, không được bạn ơi, đưa đây, nhanh lên. 3 cái. Đấy. 4 cái. Đấy, 4 cái, đủ chưa? Còn gì nữa không? Xét người nữa không? Ok, này đủ. Rồi. Ok bạn ơi, giờ mình sẽ dán điện thoại của mọi người lại nha. Không cho bất kỳ một ai có thể xài được điện thoại. Niêm phong lại các bạn à. Niêm phong lại, niêm phong lại. Giờ mình đi dục không ngoài sân. Nani. Đó, để đây, ngoài đây. Rồi. Giờ thì mọi người sẽ có thời gian để tâm sự cùng với nhau nha các bạn. Chưa có điện thoại hết, chỉ có một cách là tâm sự cùng với nhau thôi. Ok các bạn ơi, và hiện tại là trò chơi đã bắt đầu rồi. Và bây giờ nếu mà một ngày không sử dụng điện tử thì mình cũng không biết làm gì luôn các bạn ơi. Nếu mà một ngày không sử dụng đồ điện tử thì em sẽ làm gì? Em làm gì kệ em mượn anh hỏi. Ok, bây giờ tụi mình chia ra nhau và kiếm những cái hoạt động khác để làm nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đi vòng vòng để mình xem coi nếu mà không có đồ điện tử thì mình sẽ làm gì nha các bạn. Mình không được bật đèn nè, mình không được mở tủ lạnh nè, mình không được nấu cơm nè. Trời, chết cha. Mình phát hiện ra bây giờ là 4:30 PM, chỉ còn khoảng 1:30 nữa thôi thì tụi mình sẽ ăn tối. Nhưng mà bây giờ không nấu cơm được do không sử dụng đồ điện tử thì tí nó ăn gì ta? Căng nhờ, căng nhờ. Ý các bạn ơi, mình có một cái thắc mắc. Mình không biết là 1 kg gạo thì có bao nhiêu hạt. Hay bây giờ mình lấy gạo ra mình đếm thử coi 1 kg gạo có bao nhiêu hạt thử nha các bạn. Các bạn đoán thử coi 1 kg gạo có bao nhiêu hạt gạo, comment bên dưới cho mình biết nha. Để bây giờ mình kiểm chứng thử nè. Lúc chán nản mình sẽ đi xịt bông nha các bạn. Ok, đây là cái cân của nhà mình. Và mình sẽ lấy một cái này ra để cân. Bây giờ mình sẽ lấy gạo để bỏ vô đây. Đồng coi đủ 1 kg gạo không nha các bạn. Chờ mình tí nè. Rồi các bạn ơi, bịch gạo nhà mình đây. Và nó còn có chút xíu à. Mình nghĩ đây chỉ còn 3-4 kg thôi. Bây giờ mình sẽ bỏ gạo vô đây để cân nha các bạn. Ok các bạn ơi, hiện tại là đủ 1 kg gạo nha. Và bây giờ mình sẽ lấy cái tô này để ra đếm coi thử coi trong 1 kg gạo này có bao nhiêu hạt gạo nha mấy bạn. Các bạn ơi, nãy giờ thì mình không biết làm gì hết. Lần đầu tiên mà nếu không có điện thoại trong tay á, mình cũng không biết phải làm cái gì luôn á. Bây giờ thì mình sẽ rủ mình đi chơi cờ caro. Thế là các bạn nào? Anh chú thì ở dưới đang đếm gạo bạn. Thọ nóng quá là sàn. Chị vô ít em vô ô nha. Ok các bạn ơi, và hiện tại là mình đã chuẩn bị 2 cái tô và sẵn 1 cân luôn. Thì bây giờ mình sẽ bỏ từng hạt gạo ra để đếm coi thử coi 1 kg gạo có bao nhiêu nha các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Các bạn ơi, khiến nó phá mình. Bây giờ mình phải đếm lại từ đầu nha các bạn. Không có phát nha, lại đây bắn nha. 2 3 21. Bắt trẻ kéo nè. Đừng có chồng anh. Thôi thua rồi. Đừng thua nữa. 27.
gì đánh gì bún. Dễ gì vui vậy. Những cái rô. Sáu chín. Để tôi con hết đồng tiền. 70. Em bị sốt bao anh. 71. 71 hạt thêm chút xíu vậy. 71 hạt á. 72. Để em đợi cho đem đến lại à. Thôi không mượn. 73. Chắc không đúng không? Đừng có phá. 74. 75. 76, 77. 78. 79, 80, 81, 82. 82. Nhanh là nhanh nào. Các bạn ơi, không hiểu sao mình đang ngồi đếm gạo, đếm được 102 hạt gạo thì bây giờ Bon nó bắt đầu vô giành đếm, ngồi đếm chung các bạn ơi. Ok, mình cho nó tham gia cái trò chơi này để tìm thử coi 1 ký gạo có bao nhiêu hạt gạo nha mấy bạn. Thôi bây giờ mọi người đếm 50 số đây. 2 33 14 35 42 54 56. Chứ chặn trò. Chặn buồn đó. Không nói là tôi biết luôn á. Chứ mà chặn chặn. Không, mình để coi trọng được. Ê, Ni Thắng ơi. Người ta thấy đường Ni Thắng rồi. À đúng rồi, đâu, đâu. 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 Chịu rồi. Nhìn đi, suy nghĩ đi. Chịu quá. Rồi, thắng rồi. Thắng rồi, đi ơi. Thắng rồi. Đánh mày đi, này đúng rồi đó, thắng rồi. Ừ. Cái gì nữa? Người kể nghe vậy để ba chục nha. Tụi tin lên đi, đánh nó có gì đâu. Rồi, tao thấy nó dễ thua quá. Đi đi, đừng làm gì đó mẹ. Nó vô con tí mà. Chẳng hả? Rén rén rén. Có thuê anh đánh giùm không? Thôi anh ơi. Ok bạn ơi. Nè. Đây. Ok bạn ơi, nãy giờ hiện tại sau khi đếm được đống này thì bao nhiêu đây gạo là 400 nha các bạn. Con số thì lớn đó nhưng mà nhìn vô đây nó chút xíu luôn à. Mình không ngờ là gạo mà khi mà đếm từng hạt lại nó lại nhỏ đến vậy. 400 các bạn, con 400 hạt gạo mà có chút xíu gạo. Thấy khùng không bạn? Thấy khùng. Không phải khùng. Ok bạn, bây giờ đếm tiếp tục nha các bạn. Tụi mình bắt đầu mỗi đứa một khùng khác nhau các bạn. Quá. Ủa khí nha bạn, làm gì hả khí? Anh đếm gạo chưa đủ sao giờ em ngồi đây em đếm gạo hả? Đúng rồi, đếm gạo. Em lỡ tay vung vải ra giờ phải bỏ vô lại. Bây giờ là thời điểm dịch á, gạo rất là quý hiếm nha các bạn. Rồi. Nói chung là đừng có bỏ sót hạt nào hết. Đúng, dơ cũng ăn. Không hả? Dơ thì rửa cho sạch. Dơ thì rửa cho sạch rồi ăn. Ê, các bạn ơi, mình phát hiện là ở nhà mình á là dùng bếp từ, mà bếp từ là có điện. Vậy là tối nay nhà mình ăn cái gì? Tối nay là phải cho một người ở ngoài không chơi để người ta nấu ăn. Ồ, vậy là một tí nữa Đạt sẽ nấu ăn nha. Không biết ngày hôm nay Đạt làm món gì nữa. Thôi đếm gạo tiếp mấy bạn ơi. 4 625 hạt gạo của anh đó rồi. Ở em biết. 400 nè. Ừ, that's so creepy ở đây. Các bạn ơi, mình nãy giờ mình đếm trong vòng 15 phút được 625 hạt gạo. Mà bây giờ lúc mà mình qua ngồi nói chuyện với Khiết á, nó chơi nó đổ cái tô này vô đây cho mình rồi. Giờ trong đây sạch bách không còn cái gì luôn. Kiên trì lên anh, em tin anh. Lấy 100. Ôi, mới rồi. Chưa đó. Okay. Chưa đó là
Chặn dưới anh đi. Mấy kia là anh em thua rồi. Tại em không chặn, đánh bố rồi em không chặn. Ha, đâu ai nghĩ bố mà em không chặn đâu. Rồi anh muốn đi Thắng ơi. Không phải. Không, không, dễ dàng, dễ dàng. Anh có đường bốn của em rồi. Không, một cái bắt rồi đúng không? Một cái bắt rồi. Bầu đó anh gửi em. Đây, 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 đây. Không, lại đây, không. Lại đây. Không. Cái biết không? Mình đang khát nước các bạn. Nãy giờ chơi Dương đi khát nước quá mà mình đang suy nghĩ là không biết uống nước như thế nào. Nhưng mà mình có cách rồi các bạn. Ủa lạnh không được nha. Mình là không có điện thôi. Hả? Cái gì vậy? Không điện. Mình có lại không có điện thôi đúng không các bạn? Rồi, không biết khóc mà. Nước. Đấy, nó vậy á. Mình đố các bạn phải ấm thôi đứng nha. Cơm đang nấu hả chị? Cơm đang nấu. Anh chứ không cho. Cơm đang nấu. Anh không cắt nó được. Cắt cơm ăn luôn nha. Ngón tay. Các bạn ơi, nãy giờ mọi người hay rút cái dây ra để lấy đồ trong đây lắm nha. Bây giờ ai mà rút dây nữa là bị phạt nha các bạn. Nắm cái bát đất. Xin đi nắm cái bát đất luôn. Không tha. Nhiều lúc. 8, 6, 11. 8, 6, 11. 8, 6, 11. 8, 6, 11. 8, 6, 11. Chị ra chỗ khác để người ta đếm. Đây. Điều đó. Đây đây. Hình Linh nó đang được bốc thêm sức mạnh đó bạn. Anh mình được bốc thêm sức mạnh nên là ở cái giời nổi gì nó không chơi đó. Bây giờ nếu như mà ai thua thì sẽ thích chấp 10 cái. Để cái game này nó hấp co hơn mấy bạn thì mình chỉ chia cho mỗi người là 2 lá gỡ bom thôi. Và tất cả trong đây sẽ có bom và có cả gỡ bom đây nữa. Bơi lên chơi bơi ơi. Người nổ bom. Ngồi đó nếm gà chiên miếng nữa. Ok. Ngon quá. Ok. Ok. What the hell? Ngon. Cho mọi người chơi một mini game khá là hấp dẫn nha. Thì trò chơi này có tên là chiếc ghế âm nhạc các bạn. Thì tức có nghĩa là mọi người chơi sẽ đi xung quanh ba chiếc ghế này. Khi nhạc vang lên thì mọi người đi xung quanh, và nhạc dừng lại thì mọi người phải tìm cho mình chiếc ghế gần nhất để ngồi. Nếu ai không ngồi được vào chiếc ghế của mình thì sẽ bị phạt các bạn. Ê khoan dí. Sao? Nhưng mà anh hỏi chơi xong trò này tìm ra được người chiến thắng thì người chiến thắng có phần thưởng gì? Người chiến thắng được 10 phút sử dụng thiết bị điện tử mà người chiến thắng thích. À, vậy là được chọn một cái thiết bị điện tử để sử dụng trong vòng 10 phút đúng không? Chính xác. Ok, và bây giờ chơi luôn. Mày làm gì mày xin đầu lâu hả? Hả? Bất xịt lấy hột hên ôn con. Rồi ok, vô. Đi xa xa ra nha. Đi đúng quỹ đạo nha. Không có đi càng ngày càng vô trong nha. Đúng quỹ đạo nha. Ôi, đi nhanh lên. Mày lên. Ôi, đi đi vô trong nha. Xa xa ra.
sợ trứng. Thôi, sợ trứng quá. Như vậy là Bull là người bị loại đầu tiên nha các bạn. Xin mời em đi ra. Đấy. Mình xin phép lấy một chiếc ghế ra nha các bạn. Đó, giờ chỉ còn hai chiếc ghế thôi. Vô. Sunny đã không chịu nổi nhiệt chứ các bạn. Sunny là người bị loại. Rồi, giờ chúng ta chỉ cần một cái ghế thôi nha các bạn. Chết mày à con. Mình sẽ sử dụng thân hình mình. Cách nhau hai ô nha, cách cái ghế hai ô. Giờ cái ghế hai ô nha. Người giành chiến thắng là Ni sẽ có 10 phút sử dụng đồ thiết bị điện tử mình thích nha các bạn. Vậy giờ Ni muốn dùng gì? Thử thử tim nhanh không? Nhanh đi. Tim nặng rồi, đập nhanh nữa không ạ? Tim chạy lên cổ à. Không, nó đập nhanh lắm. Tung tay, tay rung nè. Thôi mình sẽ lấy cái điện thoại nha các bạn. Ok, nếu quyết định lấy điện thoại đúng không? Thì mình sẽ cho Ni thiết bị điện tử là điện thoại mà Ni sẽ sử dụng trong vòng 10 phút nha các bạn. Đây, cho em. Cảm ơn. Cho Ni cho chị à. Rồi, 10 phút nha, anh canh 10 phút đó. Đang tiến hành bảo trì đột xuất để cải thiện dịch vụ trò chơi. Xin lưu ý rằng dịch trò chơi, nhiều quyền truy cập trò chơi sẽ không sử dụng trong quá nhiều bảo trì. Cảm ơn bạn đã hiểu. Hai, hai không? Còn 1 tiếng không? Cái này rất quan trọng. Thôi, cái này có ý nghĩa không? Có ý nghĩa không? Sao, bị gì? Bị bảo trì hả? Giờ lén này cũng như là vô nghĩa vậy. Hiện giờ em đã xài điện thoại thiết bị điện tử được 2 phút rồi. Em cảm thấy như thế nào? Có đi nghỉ rồi. Có đi nghỉ, em được còn xài 8 phút rồi đó. Đã không? Được xài tiết điện tử trong nãy giờ, thề không? Có đi nghỉ rồi. Cũng hết ý nghĩa. A few moments later. Ni còn 10 giây để sử dụng điện thoại nha. 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Ở từ từ xóa hả? Không có xóa gì đó hết giờ, tắt dùm cho. Tụi mình đang quay clip á, thì cái bác hàng xóm đem qua tặng cho mình 6 cái bánh trung thu. Như là mình nghĩ là cũng sắp tới trung thu rồi mấy bạn, nhưng mà ăn trước bánh trung thu. Thì cái bánh này nghe bảo là bánh Đài Loan, Hồng Kông gì đấy. Nó rất là ngon mấy bạn, cái mùi thôi thì rất là ngon. Và bên trong thì nó cũng rất là ngon mấy bạn, bên trong là gọi là trứng tan chảy nè. Wow. Đầu tiên là mời quản trò ăn trước nè. Cái bánh này á, nó không có nằm trong cái đồ đĩa mấy bạn, nên là mình sẽ được ăn. Đây, mời mọi người một cái. Cái nhân ở trong. Trời nhai nè. Bên trong như vậy. Trời ơi, cái trứng nào cũng tan chảy mọi người. Nó ngọt ngọt. Ok. Đến lượt mình nha bạn. Mới ngọt á. Cũng ngọt ngọt. Bên trong cái nhân nó béo ơi là béo lắm bạn. Mà nó không bị ngọt gắt nha. Mình sẽ mời tất cả mọi người đưa ăn chung nữa bạn. Cái này trứng muối hả? Ngon quá. Bánh tuyệt vời mọi người ạ. Bánh trung thu Hồng Kông bên hông Chợ Lớn gì đó. Ok các bạn ơi, và bây giờ có hoạt động gì chơi tiếp không bạn chờ? Không. Không có hả? Không. Rồi chơi. Tự xử với nhau đi. À vậy thì Đạt ơi, em biết chuyện gì xảy ra không? Bình thường trong studio mình á là chỉ có anh với Sunny nấu đồ ăn thôi. Nhưng mà ngày hôm nay anh với Sunny không được xài đồ điện tử rồi. Thì bây giờ chỉ có, anh nghĩ là trọng trách cao cả chỉ có em có thể làm mọi người sung sướng trong căn nhà này. Thôi đó chứ, nhìn mọi người tội nghiệp quá thôi. Chút nữa mình xuống mình nấu cơm nha các bạn. Dạ. Nhưng mà khi nào mình vui mình mới xuống. Còn mình buồn thì chút tính. Ha anh ha.
làm anh vui liền. Đó được anh, rồi đừng giấu quá, đừng giấu. Vui chưa? Vui 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 vui. À vui rồi, đừng chảy con miệng bẹp. Đừng. Vui chưa? Đừng có xem thân miệng bẹp của em. Vui chưa? Đừng. Do hôm nay là mọi người chơi một cuộc thi đó chứ là không sử dụng đồ điện tử nên là trong nhà chỉ có mỗi anh Đạt được xài thôi. À đó. Đó, đây là đồ điện tử nha các bạn. Xác minh nó là đồ điện tử thiệt nha. Thì chỉ có anh Đạt được nấu thôi nha. Mời anh. Cầm cái dao ghê cho. Ok. Hôm nay mình nấu nha các bạn. Đầu tiên thì mình xác thịt nha. Đó. Xác nó mỏng mỏng thôi. Xác nhiều quá ăn heo lắm. Bây giờ mình xác theo kiểu chuyên nghiệp hay xác kiểu này, còn xác cái kiểu làm biến hay xác về. Đó, xác kiểu làm biến thôi. Sau khi mà mình xắt thịt xong là mình phải bỏ thịt vô trong cái thau, đúng không? Xong rồi đem đi rửa. Ê các bạn ơi, hồi nãy anh Đạt tìm cái clip của chị gắn cái mi luôn. Sau khi rửa thịt xong, chúng ta bỏ đường muối ngọt vô, hết bỏ nhiều bỏ thì cảm hứng. Hồi nãy vừa Một bớt nhai các bạn thấy chưa? Ây da đủ. Cái củ tránh thường các bạn ơi. Giờ đó làm tiếp nha. Ơi, bây giờ đã 6 giờ rưỡi tối rồi và bây giờ mình sẽ xuống xem thử coi Đạt nãy giờ nấu ăn ra sao rồi nha các bạn. Ok, phía bên đây Đạt đang múa vậy đây. Ngày hôm nay thì em nấu món gì cho anh và mọi người ăn đây? Đây là món heo bơi trong biển cả. Nghi biển này chắc biển chết quá. Được, được. Ăn được không? Được. Đạt có thích chơi pizza không? Anh Phương hỏi rồi. Thích chơi pizza. Có thích chơi pizza hả? Ok, và bây giờ mình sẽ kêu mọi người xuống dọn cơm nha. Nói chung là bây giờ mình đâu có được xài đồ điện tử gì đâu. Đúng rồi. Mình chỉ cầm cái camera rồi mình không có được làm gì hết đó bạn à. Đúng rồi. Dạ chắc bạn ơi. Rồi anh kêu mọi người xuống ăn đi. Mọi người ơi, xuống dọn cơm. Cái gì ở gì đá ăn gấu đi. Quán trò ăn cơm xong kiếm trò gì chơi nha quán trò. Ok luôn, có trò trong đầu rồi. Nãy giờ ngồi không chán quá. Nê ơi, bật máy lạnh đi em. Bật máy lạnh đi. Được, mình chừng ao đi nha. Quán trò ăn cơm. Thôi hùng nè. Quán trò mở, quán trò. Ở đây khô nè, anh này khô. Đó, 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 đó. Nhóc khô đó. Giờ nhất cử nhất động phát hiện là bị loại liền. Đùa được. Các bạn ơi, hiện tại là bây giờ đã 7 giờ tối và mình vừa ăn tối xong. Thì bây giờ mình thấy là Ni nó đang ngồi rất là chán. Nó giống như là một con nghiện mà không có điện thoại và nó không biết làm gì hết. Gái, em xuống nghỉ ngơi quên ngủ. Tình Ni nóng không em? Quạt lên. Em nóng không? Không anh, em không nóng. Nóng rồi bật quạt cho mát. Hả? Thôi, em sẽ xào cái này mà. Cũng là đụng vô. Thịt bật lên. Tay nó đụng tao. Thịt bật lên. Thôi, quán trọ kêu mình bật nha, mình bật mình thôi gì đó. Vậy mà lời lại. Đi mà mới lạnh lên. Thôi, cho em xử lý thôi. Đi xin mình. Nhanh, đi xuống cái đèn. Nhà lên ăn xong tắt đèn cho lẹ lên. Chị chó điên quá. Chị chó điên cái gì? Quán trò làm gì vậy quán trò? Quán trò. Giờ mình sẽ có chiến thuật điện thoại ra kêu gọi nha. Thế nào cũng có người bắt vô. À, Thiết bây giờ đang lấy điện thoại của tất cả mọi người ra. Chính xác. Để mọi người nhìn thấy điện thoại ngứa tay á, thì rồi. Mọi người sẽ bị loại. Đúng rồi. Nhưng đây là một cái chiến thuật của quán trò để loại mọi người chơi nhanh nhanh. Đúng rồi. Cái bên nói gì thì sao vậy? Đâu nói đâu, tâm sự với Nê, tâm sự mỏng. Lâu lắm rồi hai chị em chưa tâm sự. Tâm lý. Chán quá. Chán quá. Thì các bạn ơi, mình thấy Nghĩ với lên lầu. Ôi, mọi người đã chơi được 2 tiếng 50 phút. Gần 3 tiếng rồi. 3 tiếng rồi.
Hey. Này làm gì hả? Mày làm gì? Mới chạy vô phòng. Mới chạy vô cái phòng ngủ bật máy lạnh. Máy lạnh luôn. Ok chị, anh chú đang cho em á, lấy nữa mình qua phòng kia mở máy lạnh cho xong rồi chị em mới bộ nằm cho anh ảnh lạnh. Tiền tắt máy lạnh nha. Thú cuộc kìa thôi, thú cuộc thôi. Ok. Chơi gì mà chơi thằng nhỏ. Tắt máy lạnh nha. Đúng rồi. Vậy là Ni nó bị loại nha các bạn. Ni là người sử dụng đồ điện tử đầu tiên trong team nha các bạn. Okay. Ni bị loại. Nói cho anh chú ngủ. Đúng rồi. Ni đã không xài đồ điện tử được 2 tiếng 51 phút nha các bạn. Nhưng mà phút sau Ni cảm thấy có vẻ như nóng quá, xong lên mở máy lạnh đúng không? Rồi như vậy là Ni đã bị loại với các bạn. Giờ chỉ còn 3 người còn lại cho trò chơi này thôi nha các bạn. Để xem họ có thể sinh tồn bao lâu, không có điện thoại được bao lâu. Mẹ anh chú đâu nhìn đâu có ông rồi, ông rồi nó. Thôi đừng đừng rung. Thôi bà ní đi. Quen á. Ơi, bố em gọi kìa Bôn, đụng vô đây, nghe đi Bôn. Bố mới gọi em ơi. Gọi lại có bố giận bây giờ. Bố thiệt á. Bố đi chơi bố giả. Bố thiệt chơi lẽ bố giả. Gọi lại bố giận bây giờ nhanh lên. Chẳng lẽ giờ vì một cuộc gọi của bố. Em Minh. Cầm lại em em. Không, cầm điện thoại. Không, không, cũng sai à. Rồi đó, bố gọi rồi xem. Rồi bố không? Solo. Đó hả? Điều liên đi. Ai chơi? Nóng quá. Và quản trò đang kêu tụi mình chơi một cái trò gì đó. Ok. Đi chơi nha. Ok các bạn, hiện tại là mọi người đã không sử dụng đồ điện tử được 3 tiếng 6 phút rồi. Mình thấy mọi người có vẻ chán quá nên mình quyết định tạo ra một trò chơi có tên là thổi bóng kiếm quà nha các bạn. Ở đây mọi người có một cái đồ thổi bóng và bóng sẽ do mình cung cấp, mỗi người chơi sẽ được 5 trái banh. À, vô từng ô sẽ có từng phần quà khác nhau nha. Giờ ai muốn chơi trước? Bon. Ok, xịn xầm đây. Bon nè, bắt. Bon thì trước. Sao? Thua à? Nó thắng. Thắng, ok, Bon là người đầu tiên. Dạ. Rồi. Bon nè, bắt. Yeah, em thắng, em chơi hề. Em chơi cho. Ok. Rồi, giá ban đầu tiên được cung cấp cho em. Em muốn đặt đâu em đặt. Thổi vô là lắm tiền. Thổi. Thổi. Ok. Ở đây. Đáng lên. Nope. Nó hỏi cầm đít nó luôn, còn không có vô lỗ nổi đâu. Anh nope. Xạo mà nó sẽ vô nha. Tập trung vô mới vô được cái lỗ chứ. Đi dừng lỗ, lỗ. Wrong hole. Wrong hole. Ôi, ôi, ôi. Vô vô. Trời ơi, chọc rồi. Wow. Trời ơi. Mày chém gì vậy? Thằng này ra đi. Này không có. Ra đây không có. Ra mày ơi. Năng lực của Sunny nha các bạn. Rồi. Đây. Đó, một lần thôi. Cái trò này tụi mình giống Timo quá. Trời ơi. Xém vô. Chà, rồi vô vô vô. Trời ơi. Ok, biết hỏi à thôi. Xuống vật rồi. Chắc cuối cùng lắm. Vô vô vô. Vô. Rồi lên. Thì sẽ đi là vua cấp số 2. Giờ tới anh chú thì 5 lần. What the hell? Oh, oh, cái gì cái này? Cái gì? Cười ok, bắt đầu thứ công. 1, 2, 3. Số 2, số 2. Trời ơi, Hồng Quỳnh ơi, trời ơi.
Ok vậy thôi, và chị xin đi. Mình thấy đã vô được ô số 2 nha, còn anh chuối là vô được số 3. Ô số 2 sẽ được sử dụng điện thoại trong vòng 15 phút. Ô số 3 sẽ được mở tủ lạnh, lấy một đồ bất kỳ trong tủ lạnh và sử dụng. À, đó là phần quà của anh và chị. Của anh chỉ được mở tủ lạnh thôi. Ok, các bạn đi theo mình nha, để mình lấy đồ trong tủ lạnh chứ. Trong tủ lạnh mình bây giờ còn... Chị lấy một lần thôi nha. Lấy gì ra? Lấy chiếu được đúng không? Đầu tiên là lấy nước nè, mình chưa lấy xong nha. Tiếp theo, lấy bánh này nè. Rồi, bánh này với bịch sữa. Ok. Chắc chưa? Còn nữa không? Cần lấy nữa không? Chắc chưa? Lấy sữa chua cho xanh đây nè. Ok. Các bạn ơi, hồi nãy ăn cơm xong á, cảm giác chưa no, giờ có bánh mì chấm sữa chấm miệng. Ôi, thôi bây giờ mình lên mình ăn bánh mì chấm sữa. Thôi giờ mình ăn sữa chua nha. Thì chừng mình. Ôi, bánh mì chấm sữa. Gấu ơi, bánh mì chấm sữa ngon lắm á gấu ơi. Cho gấu miếng bánh mì nha. Ngon, ngon quá. Bon ơi, bánh mì ngon quá, Bon cho Bon miếng bánh mì chấm sữa nha. Ôi. Cho camera miếng nha. Trời ơi, cho camera miếng nha. Ngon quá. Game này dễ đối với mình dễ nhất rồi. Đâu như mấy người về chót đâu đúng không mấy bạn? Nói giùm đi. Tới giờ cũng mời xài điện thoại với mẹ, nhưng mà trước tiên thì mình phải gọi cho bố mình đã. Vì hồi nãy bố mình gọi điện cho Bôn, nhưng mà Bôn nó không được xài điện thoại. Sunny ơi. Dạ. Yeah. Anh thấy em câu cá hơi bị lâu rồi đó. Ôi nhưng mà đâu có cái gì thông báo hết giờ đâu. Quảng trời. Ok bạn ơi, Sunny còn 3 phút để có thể câu cá luôn các bạn. 5 phút. 3 phút, không có nhiều. 5 phút thì thua. Không thì thua. Bây giờ sao mẹ. Chỉ còn 2 phút 48 giây. Lắc đầu đi thì sau 2 phút 48 giây cứ xài thì còn anh chuối với Bô Solo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, đuôi tuổi. Cái gì vậy? Trời sáng rồi. Bao thất ngộ quá. Ok, mình luôn đi ngủ luôn nha các bạn. Đi lên ơi, cho em điện thoại á. Đây. Trời ơi. Trời ơi. Ok các bạn ơi, và chào mừng các bạn đến phòng ngủ của mình. Thì phòng ngủ của mình á. Mình cứ đi mà. Hả? Đi thua cuộc rồi, đi có thể mở được. Đừng mở đi, cho cả đám thua luôn đi. Mở cái gì hết. Mở rèm ra cho sáng nè. Mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng. Không được, tối ngủ không có mấy lại là không chịu được đâu. Mở cái tủ lạnh mini ra. Con vậy, đưa thoại cho chị con. Thôi. Cô cá chơi. Ôi, không chơi. Phải thôi. Thôi giờ này đi ngủ rồi. Ở dưới có máy lạnh cho mát thì mình lên đây chị ta. Lên đây cho nóng. Khùng ghê. À. Mở rồi không được tắt. Mất gì Phương mở mà mình bán cho mình tắt. Mở rồi không được tắt. Sunny thì nhớ nay em có lịch hẹn livestream với để mấy bạn fan á. Em đã nhắn tin nói với mấy bạn là hôm nay em không livestream được rồi. Anh đừng gửi bài dụ em, đừng học dụ em. Anh tính dụ em hả? One eternity later. Mày đi lên, mày làm lại. Ba bốn người trên thấy rồi. Không, ai thấy đó. Tự nhiên ok lên hỏi không? Ok lên. Ok. Đừng có xạo. Nãy giờ ba người đi đâu? Anh thấy không? Anh thấy em bật đèn không ạ? Thấy à? Anh có thấy không? Tao đó là quyết định của anh không? Anh chơi tên ai luôn? Mà đó. Anh không thấy à? Một người. Anh đứng đây sao anh thấy ai bật đèn? Người. Ok. Nơi. Em tìm cái bàn cái chữ S đó. Em ơi, em có quyền mà. Thấy chưa? Nãy giờ để phân tích cho nãy giờ 1 2 3 người 4 người 5 người 6 người ở đây. Tự nhiên em đứng đó nãy giờ, tự nhiên cái đèn nó sáng lên cái là người chắc là chỉ có thể là em thôi, không có nhiều. Vậy là gì sao nó? Không có tâm linh như cái đèn có lẽ tự nhiên nó sáng lên cái là không tâm linh được. Ok, vậy là trò chơi này chỉ còn Sunny và anh chuối là trụ lại trò chơi nha, để coi còn dư tiếng nè. Sunny và anh chuối đã chơi được 3 tiếng 50 phút nha các bạn. Để xem trong hai người ai là người trâu hơn nha. Em có thu lại điện thoại quá. Thu lại đây. Ủa, quảng cáo quyền số điện thoại. Thu lại tất cả các điện thoại của người chơi. Em chơi mà. Mày xin tôi thôi. Thu lại hết. Em là người chơi. Thu lại của ai? Sunny, nhưng mà Sunny là người chơi. Nhưng mà chỉ là người chơi đâu.
khoảng giờ là cha là mẹ. Cái này thì chơi cắt đi. Bên khoảng mấy người còn chơi còn thu lại nha. Vừa mới giao luật mà, hồi nãy giờ chưa giao luật mà. Thì giờ giao luật, giờ giao luật gì áp dụng luôn. Trời lưu liệu quá. Ok các bạn ơi, bây giờ hiện tại đang là 3 tiếng 58 phút trôi qua nha các bạn. Thì mình quyết định đó chính là mình sẽ đi ngủ chứ mình không thể nào canh được lâu như vậy. Và trong thời gian mình đi ngủ thì mình quyết định đem theo điện thoại của Sunny và điện thoại của anh Chuối đem theo phòng mình ngủ nha các bạn. Thế nào sáng mai một trong hai người cũng phải chịu thua, cũng phải van xin mình. Thiết ơi cho anh mượn lại điện thoại, Thiết ơi cho chị mượn lại điện thoại đi à. Để xem ai là người thua cuộc nha các bạn đầu tiên nha. Còn bây giờ thì cái đống này sẽ cùng theo mình đi ngủ trong tối nay nha các bạn. Các bạn ơi, hiện tại là bây giờ hình như 90 giờ vậy đó các bạn. Và cái căn phòng mình bây giờ nó cũng tối thui à, chỉ có đèn đường chiếu vô thôi. Hồi nãy thì thằng Khiết nó tịch thu điện thoại của mình rồi. Tịch thu điện thoại của Sunny luôn. Không biết là bà Sunny có thể trụ lại được bao lâu nữa. Ok, hẹn gặp các bạn sáng mai nha. Bây giờ mình sẽ súc miệng, rửa mặt, đi tắm. Rồi xong rồi sẽ đi ngủ. Ok, hẹn gặp các bạn vào ngày mai nha. Bye bye. One eternity later. Lúc đầu á, là Sunny vô mở một báo. À, Sunny vô mở á, anh Chuối á, xong vô đây anh Chuối mở hai báo. À, đó, nó vừa kể đúng luôn. Sunny mở một báo, tức là Sunny. Lại, lại. Anh Chuối mở hai báo nữa. Mày mày mới vô sao, mới vô sao? Sunny mở một báo. Mới vô, đi tao, tao. Anh. Rồi nha, giờ còn mình là anh Chuối, còn thằng này là Sunny nha. Rồi vô. Ừ. Vô. Vô. Để vô. Ý, con sao này mở chưa? À, rồi. Em ngồi nè. Ủa, hằng nãy đi, em kêu đi làm nhân chứng đi, nó mới kể đó. Thôi giờ lại từ đầu đó, chưa camera quay gì nữa. Rồi, ok. Đâu vậy? Không em, phải gì em đi em cất đồ, cái tự nhiên. Sao mở đèn? Thì sao em mở đèn? Tại em đem đồ đâu mình cất đó bạn. Thì như một thói quen mình mở điện lên mà cất đồ. Lời thú tội đó thật hiện nha các bạn. Rồi cuối cùng sau 4 tiếng 6 phút, người giành chiến thắng đó chính là anh Chuối nha các bạn. Em kêu, em kêu, em nói á là nó là nhân chứng thì nó vô nó kể. Nó kể đi hợp trong quan trời chen luôn. Người bị loại thứ 3 là Sunny ở bị loại phút 4 tiếng 6 phút nha bạn. Là báo anh Chuối mở đèn cái tự nhiên mình lên mình kể theo như vậy. Thôi được rồi, cảm ơn Ni. Tuy là Ni là người thu còn nha, Ni làm nhân chứng. Nhân chứng đem nội Sunny. Bây giờ mà trẻ thù ổn là mày thì khai tao đó. Bây giờ mình cho Ni cái học ảnh này nha mấy bạn. Cảm ơn em làm nhân chứng nha. Ok, sau 4 tiếng 9 phút chơi thì cuối cùng tụi mình đã tìm ra được người cuối cùng không sử dụng đồ điện tử lâu nhất trong Sunny Studio đây nha các bạn. Đó chính là anh Oops Banana. Và đây là phần thưởng của anh. Mình đi cất đồ, mình theo thói quen mình phải mở đèn lên thôi các bạn. Là mấy bạn biết qua cái video này. Ở trong nhà này mình bị hành hạ cỡ nào, mình làm việc nhiều cỡ nào đó các bạn. Anh Chuối đâu có làm gì đâu, anh Chuối không có thói quen mở đèn. Ok, và cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này. Và đừng quên like thiệt là nhiều và comment những cái idea thật là hay về những cái ý tưởng của các bạn ở bên dưới nha. Tụi mình sẽ chọn và thực hiện theo. Còn bây giờ đây, bye bye, bye.